Ủa sáng nãy ngập dữ vậy hả? Tổng nguyên còn cái 6 giờ sáng này thì mới đám ra đó. À, ở trong trọng hả? Dạ. Chiếc nào chạy anh? Cái này luôn hả? Đồ, dữ vậy. Sáng là ông chạy trong đó nữa hả? Sáng là ra rồi, 4 xe ra rồi. À. Má đã dữ vậy ta. Cảnh đó là hiếm lắm đó nha. Mày mất xe, lướt mà lông mất xe luôn á. Dạ. Nếu mà mất xe là em chưa thấy á. Đâu ra là mất xe, dám chạy mất xe lên. Phải chiếc ngàn trở lên mới dám chạy phải không? Chiếc ngàn bên nhiều lắm. Không mất xe luôn, có dữ. Để đi ngồi người ta chạy đứng lên á. À. Rồi, câu cái này mà cạn á. Xe là hẳn chạy mất xe luôn nè, nó cài đó. Dữ quá anh ơi. Ồ, nhiều liếp nữa. Ở trong phòng nhiếm à? Lên 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 băng ra. À, là gần gần phòng nhiếm á. Ồ, dữ ha. Ồ, rồi mùa này nước lên dưới mấy bữa nữa còn dữ nữa. Còn mất xe luôn. Ừ, còn mất xe luôn. Nhưng mà cái máy nó không có bị cái gì chết máy ha. Nói que lên. Ừ. Thấy nó không có mũ, nói que lên cho hậu nó đứng vô máy các bạn ơi. Đúng rồi, thấy không? Chạy chiếc ngàn, cái này là anh chạy chiếc ngàn này phải không? Phi áp ngàn super, rồi chỉ có ảnh mới dám chạy thứ dữ vậy thôi, chạy cho nó lẹ các bạn ơi, mùa mưa mà, mình chạy kiểu kia nó chậm lắm, mất xe đây các bạn, ôi trời quá dữ, chở nhiêu tấn anh? 23 tấn hả? Đầy thùng đó không? Này. Ừ. Chạy nên chở đầy thùng luôn các bạn. Đầy thùng một phải sao luôn ha, 12-13 tấn. Fiat 1000. 1000 mới dám chạy chứ mấy chiếc mà nó 825 này nói chắc chả không nổi anh. Không dám vô đâu ha. Dòng mà nó dính nó đen không vô. Ừ. Phải hai cầu bánh ga dữ. Trời đại mà cá nhảy cứ. Ủa vậy có cá nhảy. Đó. Cá nhảy luôn. Trời. Ồ, dữ thiệt các bạn ơi. Được không? Dữ là tài xế dự trao nhất phải không? Dự trao nhất. Bảy mì ha. Tắt nước cây số luôn hả? Ôi trời ơi, quá dữ. Giờ thấy còn mấy xe ghê đi đường vòng này đi tắt. Ừ. Tắt cả. Anh tên gì anh? Kha thì thôi đẹp. Như bữa quay cái nhõng đầu của anh phải không? Luôn à. Ồ, chứ mấy người kia đâu dám chơi nhõng đầu đâu. Cái này bạn quay cái mía đúng không? À. Quay không, bữa em mới vô đây em chưa có quay chấm mía, em không biết chấm mía chỗ nào. Ai quay chấm mía cái này đâu. Mới quay có mấy bữa à? Cá chạy mà cá. Cá nhảy nữa các bạn ơi. À, khoe chiến tích dữ dằn ha. Cá nhảy luôn. Rồi thấy không? Cảnh ở Lập Hồ Dầu Tiếng xứ Tây Ninh. Này ha. Ngập hết luôn. Trời ơi. Quá chừng ngập. Nằm vào cung mây lên rồi.